Tập 24. Cậu đó xe phải làm sao đây? Xem ra không chỉ thân phận thật sự xe là giả, mà tiệm 4S cũng là giả. Ai nói không phải đâu? Cậu nói xem, rốt cuộc tên béo chạy đi đâu được? Người ta chỉ bảo cậu sửa bánh xe, sao cậu còn thay cả bình điện chứ? Không phải bà chủ, bình điện của chiếc xe đó không ổn rồi. Vấn đề là chạy trên đường hết điện thì không sao, nhưng lỡ nổ xe thì làm sao? Cần cậu lo chuyện bao đồng mà, có nổ hay không liên quan gì tới cậu. Sau này đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Đúng là xui hết tám đời, sao lại thuê kẻ vô dụng như cậu chứ? Với cái tiệm rẻ rách như bà, thuê được béo là tạ ơn trời đất lắm rồi. Sao mấy cậu lại đến đây? Hai đứa tôi đến tìm cậu. Đừng làm nữa đi thôi. Tôi nói này, hai người là ai vậy? Liên quan gì đến hai người? Cậu béo này là người anh em của chúng tôi. Đương nhiên là có liên quan tới chúng tôi rồi. Tờ béo này là anh em của hai người ư? Sửa xe điện mà làm như sửa xe đua. Tôi nói chị biết cậu ấy sửa xe đua đấy. Thích làm thì làm, không thì thôi. Suốt ngày gây rối. Chị nói năng kiểu gì vậy? Tôi nói chị biết chúng tôi không làm nữa. Biến đi, béo. Mau lên, đừng có chạy. Đứng lại coi. Chạy gì vậy? Đúng vậy. Gặp hai đứa tôi không vui sao? Vui, ngại lắm đúng không? Không, không có ngại. Có biết hai đứa tôi tìm cậu cực cỡ nào không? Cậu không biết lộ kiệt bị bệnh tim à? Lỡ xảy ra chuyện gì phải làm sao? Cậu mới xảy ra chuyện đó. Tim không sao chứ, tôi thì có chuyện gì được. Mới chạy có vài bước. Sao mấy cậu tìm được tôi vậy? Người chơi game với cậu suốt đêm chính là Lộ Kiệt. Cuối cùng cũng thua tôi rồi đấy nhé. Cậu coi cậu ứng a ứng ẹo. Sau này đừng có chạy nữa. Ôm cái nào. Ôm cái nào. Cuối cùng mấy cậu cũng tới rồi. Thế nào? Đây này cũng được chứ. Nói chứ, chỗ này của mấy cậu xấu ghê đó. Nói gì vậy? Tôi nói cậu biết, bọn tôi đang định cải tạo. Cậu mau chuyển tới đây đi, công việc cải tạo phải giờ vào cậu. Tôi vừa mới về cậu đã bắt nạt tôi rồi. Ai bắt nạt cậu chứ? Làm gì vậy? Này, cậu không định lấy công chuộc tội sao? Hơn nữa hai đứa tôi đã thiết kế xong rồi, cậu chỉ làm là xong. Được được được, tôi làm. Cái nhà này không có tôi thì sao mà được đúng không? Béo, tôi càng nghĩ càng giận. Cậu chẳng nói tiếng nào liền chạy mất. Tôi nói cậu biết, không có tha thứ cho cậu đơn giản như vậy đâu. Đúng vậy. Sao cậu cứ như con gái vậy lại nói nữa? Mấy cậu về khi nào? Jason sao rồi? Đừng đừng đâu, đừng đừng. Cái gì vậy? Tôi thực sự không biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lộ Kiệt à, xin lỗi nha. Nếu tôi mà biết là xảy ra chuyện lớn như vậy có thế nào thì tôi cũng... Được rồi, không trách cậu được. Được rồi, hôm nay tôi phá lệ. Vì sự tụ hợp và bắt đầu lại có ba thiếu niên chúng ta cạn ly. Cậu ngay ra đó làm gì? Nào cạn ly. Cạn ly. Béo, chúng ta uống nữa đi. Hôm nay tôi vượt quá tủ lượng rồi. Không uống không uống. Cậu không uống tôi uống. Lộ Kiệt, cậu cũng gian xảo quá đấy. Chỉ uống có một ngụm bia rồi chuyển qua uống sữa. Tôi nói cậu nghe,
Tôi không thể uống quá nhiều. Tôi cần phải giữ tỉnh táo, bởi vì tiếp theo tôi có chuyện rất quan trọng phải làm. Cậu, còn chuyện quan trọng gì chứ? Cậu nói ra dọa tôi đi. Chuyện gì vậy? Gì nào? Tôi muốn tham gia cuộc thi dự tuyển của đội đua xe Thiên Thạch. Quan trọng chứ. Tại sao? Để tìm thiên giả. Tìm thấy chưa? Tôi đang tìm mà. Tôi cũng vội chứ bộ. Cần cậu để làm gì thật là? Anh ấy không có ở trong đó. Ngầu quá. Ngầu thật. Tôi nói cậu nghe với bộ này của cậu, đừng nói là con gái. Tôi nhìn thấy còn thấy rung động. Tay đua số 7 có thi không đây? Còn không lên xe quỷ bỏ tư cách dự thi đó. Vậy chúng tôi không thi nữa. Xin lỗi, chúng tôi không thi nữa. Chắc là không thi chứ. Vậy tôi sẽ. Tôi thi. Vậy thì mau lên đi. Dạ cảm ơn. Thi gì bà thi? Chúng ta đến tìm người mà. Người còn chưa tìm được, cậu thi cái gì? Hơn nữa giờ cậu không thể chạy xe quá nhanh. Yên tâm đi, tôi làm được. Lộ Kiệt, cậu cứ muốn thi thì cẩn thận một chút. Cẩn thận chậm thôi. Hôm nay tôi đã muốn thi thì phải lấy được hạng nhất. Như vậy mới khiến thiên giả thấy được. Tôi cảm thấy Lộ Kiệt tham gia thi đấu cũng tốt. Tốt gì chứ? Lát nữa mà ngất thì cậu đưa đến bệnh viện sao? Ngất thì không, không đâu. Đường Đường, tôi sắp đến chỗ đua xe để lấy tin rồi. Nghĩ tới là thấy kích thích. Đúng là rất kích thích. Tôi sẽ cố gắng trở thành phóng viên bản đua xe giỏi nhất Trung Quốc. Cô sẽ làm được. Giỏi nhất Trung Quốc? À không, giỏi nhất thế giới. Chủ biên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát rồi. Được. Đường Đường, cô có cần suy nghĩ lại không? Mán này rất cần đến cô. Dạ thôi, cảm ơn chủ biên. Chủ biên à, tôi còn không đi sẽ trễ mất đó. Đi đi. Đường Đường, trễ nữa là tôi không kịp thật đó. Vậy nên đóng tài liệu này là phiền cô đặt lên bàn của tôi hộ tôi nhé. Còn không thèm nói lời cảm ơn. Sao bà nặng quá vậy? Lộ Kiệt, cố lên. Cậu phải trông chừng cậu ấy thật kỹ đó. Lát nữa mà ngất là cậu phải đưa cậu ấy đi liền. Cậu ấy không ngất đâu, là họ ngất thì có. Cảm giác quay lại đường đua thật tốt. Nói đúng lắm.
ai thắng vậy? Tôi, họ, tôi, ai thắng vậy? Họ thắng sao? Tôi, xe này ai lái vậy? Trong nước còn có tay đua lợi hại như vậy ư? Ai vậy? Không đúng. Sao Thiên Giả lại quay về làm tay đua vậy? Chân của anh ấy lành rồi sao? Chân của anh ấy chắc là làm phẫu thuật rồi. Như vậy mà làm phẫu thuật thì nguy hiểm lắm. Làm không tốt sẽ bị liệt một chân đó. Vì đua xe, anh ấy cũng liều thật. Lộ Kiệt, không phải còn muốn tìm Thiên Giả sao? Sao tìm được lại không nói chuyện với anh ấy? Lộ Kiệt, Lộ Kiệt à, Lộ Kiệt, xe này mãi tôi mới mượn được đó. Đừng có lắc hư xe, tôi phải đền nữa bây giờ. Chỉ là một chiếc xe thôi mà. Qua vài ngày tôi gặp ba tôi bảo ông ấy mua cho một cái. Đến giờ đó cứ chạy thoải mái. Được rồi, đủ rồi. Chú lớn như vậy, cậu để cậu ấy yên tĩnh một lát đi. Lộ Kiệt, cậu nghĩ đi, không mệt sao? Ê béo, điện thoại tôi mất rồi. Béo à, béo, hình như tôi làm rớt điện thoại ở đội xe đua Thiên Thạch rồi. Cậu theo tôi về đó tìm đi. Cậu tìm đi, dù sao không phải vẫn. Không có, tôi tìm rồi, cậu xem. Lộ Kiệt, điện thoại tôi bị rớt ở đội đua xe Thiên Thạch rồi. Tôi bảo béo quay về đó tìm. Đi đi. Đi thôi, nhanh lên. Biết rồi, đừng có lôi nữa. Đến ăn sáng nào. Bữa sáng tôi làm cho anh. Tôi đã mua một cái chảo mới, có thể chiên cho trứng ấp la có hình con gấu. Đáng yêu không? Kỹ thuật chiên trứng của cô cần phải nâng cao. Tôi nói anh nghe, đây là những cái đẹp nhất rồi. Tôi đã lựa ra trong rất nhiều cái. Câu này của cô có nghĩa là vì muốn thử cái chảo này đã chiên tất cả trứng gà trong nhà tôi. Sao anh biết vậy? Thật sao? Nhà số chiên không đẹp đâu, tôi ăn hết rồi. Cô là lợn sao? Đi thông thả.
đói quá đi. Thơm quá, chỉ biết ăn thôi. Có món gì nhiều đồ ngon như vậy? Chiên trứng thì chiên trứng, còn màu mè gì chứ? Đây, sao con gấu này chỉ có một tay? Nếu như cậu chê thì đừng có ăn, tự mình đi làm đi. Tôi không chê, cậu chê thức ăn là một tội lỗi. Còn một cái tay này, hai người ăn đi. Tôi nói một chuyện, hôm nay tôi hình như nhìn thấy Đường Đường rồi. Cô ấy cũng ở thành phố này. Cậu chắc không? Tuy tôi không nhìn thấy chính diện cô ấy, nhưng mà tôi dám khẳng định người đó chính là cô ấy. Đầu tiên là gặp Thiên Giả, sau đó lại gặp được Đường Đường. Mà họ không phải ở chung với nhau chứ? Im đi. Mặn quá. Xem ra Lục Kỳ còn chưa từ bỏ Đường Đường. Cậu nói lỡ như cậu nói Thiên Giả và Đường Đường. Tôi nói lỡ như hai người họ có thể ở bên nhau hay không, đợi tìm được Đường Đường không phải là biết rồi sao? Hơn nữa cô ấy cũng ở thành phố này, thế nào cũng tìm được. Được. Ngon quá, khoai tây sợi này rất ngon. Vậy sao? Bây giờ càng ngày càng biết xào rồi, thật ngon. Không mặn sao? Mặn. Lộ Kiệt, thứ lỗi cho tôi đã trốn anh, không liên lạc với anh. Đợi sau khi tôi điều tra rõ ràng chân tướng tai nạn của Jason, nhất định sẽ đứng ra trước mặt anh để xin lỗi. Béo à, cậu có thể bỏ ít tiền ra mời chúng tôi ăn bữa ngon được không? Đợi tôi lấy được tiền từ chỗ ba tôi thì đưa lại cho cậu. Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn rồi. Cậu xem, quần áo, mền, giường, tủ lạnh đã có từ trước. Vậy những cái kia đều không phải tôi mua sao? Hơn nữa, tôi phải để dành tiền. Cậu để dành tiền làm gì? Tôi cũng có mục tiêu nhỏ bé của bản thân tôi chứ. Mục tiêu gì? Với số tiền chút xíu thì cậu có thể trở thành triệu phú sao? Không có tiền. Có tiền không? Không có. Tiền tôi không phải. Có tiền không? Có tiền không? Có hay không? Là có hay không? Có. Có. Rốt cuộc là mục tiêu gì? Nói hay không? Nói. Tôi muốn dành chút tiền thuê một căn nhà tốt hơn, đón dịp điềm qua, tạo bất ngờ cho cô ấy. Lại là dịp đêm. Cô ấy cũng ở đây. Không sai, cô ấy ở thành phố này. Còn chưa quên cô ấy. Sao cậu hèn như vậy? Tôi chính là không quên được cô ấy. Tôi bị mắc kẹt rồi. Tôi nói với cậu, cô ấy thực sự không giống như mấy người tưởng tượng đâu. Cô ấy không dễ dàng gì. Mỗi buổi cô ấy đều phải đi tiêu thụ bia, rất vất vả. Tôi toàn đi giúp cô ấy giải quyết chút vấn đề lượng tiêu thụ. Đúng. Một tháng trước, mời anh đi đến quán của chúng tôi uống thử bia. Được. Dịp điểm cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Nhưng mà cô ấy nhìn thấy mình khẳng định sẽ bơ mình. Mình phải nghĩ cách mới được. Gấu lớn, anh có uống bia không?
Ừ, cho tôi một thùng. Đây của anh. Mong lần sau lại ghé nha. Cậu thật lợi hại. Làm đồng loại của cậu, tôi cảm thấy rất nhục nhã. Cô ấy không biết là tôi. Tôi nghĩ đợi sau khi tôi có tiền rồi sẽ nói cho cô ấy biết gấu lớn đó là tôi. Cô ấy khẳng định rất vui, rất kích động. Được rồi, được rồi. Tôi thấy cậu điên rồi. Cậu xem cái dáng gấu của cậu đi. Đừng chết đi được, lười nói chuyện với đầu gấu nhà cậu. Kéo thấp trí tuệ của tôi xuống. Các cậu đều không ăn cơm sao? Ba con gấu nhỏ này đều thuộc về tôi đó. Béo, dậy dậy, làm gì? Trong nhà có trộm. Nhìn đi. Cậu gặp tên trộm nào chỉ trộm rác thôi sao? Đúng vậy, tên trộm này còn kiêm chức làm nhân viên vệ sinh. Lộ Kiệt đâu? Lộ Kiệt, Lộ Kiệt à? Sao vậy? Đây, đây là sao? Đây không phải là có trộm già hay sao? Lên đây xem nào. Thế nào? Béo, đó là dừa của cậu. Đây là dừa của cậu đó, Dương Dương. Trời ơi, dễ chịu quá. Béo, bên cậu thế nào? Lộ Kiệt à, cậu đây thiết kế không tồi. Cậu đừng có làm tay đua xe nữa. Cậu vừa hiểu thiết kế lại biết kiếm tiền. Làm con sen cho tôi đi. Coi như các cậu có chút lương tâm biết tôi vất vả. Nhưng mà công việc quét dọn phòng sau này sẽ giao cho các cậu. Không vấn đề. Được, bắt buộc phải giao cho chúng tôi. Vậy bây giờ có một vấn đề. Bữa sáng nay ai đi mua? Tôi đi. Tôi đi mua. Tôi đi mua đồ ăn sáng cho các cậu. Béo, cậu ở nhà quét dọn vệ sinh. Cậu đây là đang lười đó. Sao tôi lại lười được? Tôi đi mua đồ ăn sáng cho các cậu mà. Vậy để tôi đi mua đồ ăn sáng. Phòng lớn như vậy cậu dọn dẹp đi. Không được, 10 giờ sáng nay. Sao lại không được? Cậu cho tôi thử dừa của cậu đi. Đi đi đi, đi chỗ khác. Dừa của tôi không chứa được cậu. Mong cậu to lắm, đi đi. Như vậy đi, ba người chúng ta chụp kiểu ảnh đi. Chụp ảnh. Được đó, nào nào. Thẩm tiểu thư, bây giờ chúng ta trực tiếp về khách sạn sao? Châu Dương Dương, thì ra các anh đều đến Trung Quốc rồi. Xin chào. Châu Dương Dương. Có thể làm chút gì đó cho người mình yêu thương mới có thể có được hạnh phúc và mãn nguyện thực sự. Anh thả tôi xuống, tôi vẫn muốn uống. Tôi đưa em về nhà đã. Vẫn là anh tốt với em chứ, gọi đến là đến. Bác Lý, bác gọi giúp tôi hai xe. Hành lý có thể trực tiếp gửi tới khách sạn. Tôi muốn đến một nơi để tìm một người. Được, tiểu thư. Thẩm Tuyền, vẫn xinh đẹp như vậy, miệng lưỡi anh vẫn ngọt như vậy. Đúng rồi, sao em tìm được anh vậy? Anh cũng biết là em cần phải đi tìm mới thấy được anh sao? Em hỏi anh, sao lại không từ mà biệt? Em có chỗ nào đắc tội anh sao? Đương nhiên không có rồi, sao có thể chứ? Anh còn đang nghĩ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em không muốn gặp anh nữa đấy.
Chúng ta không phải vẫn là bạn bè sao? Em còn có trong nhóm bạn bè của anh này. Nếu không phải thấy trong nhóm, em còn không biết anh đã đến Trung Quốc rồi. Hơn nữa anh vẫn luôn đối xử tốt với em như vậy, sao có thể không muốn gặp anh chứ? Thật ra anh đi cùng với Lộ Kiệt cho quả giải tỏa thôi. Đúng rồi, em đến Trung Quốc làm gì? Làm việc. Đúng, anh có thời gian không? Em có lời muốn nói với anh. Bây giờ sao? Đúng, bây giờ lên xe đi. Anh lái đi. Anh lái. Anh không phải người bản địa sao? Em vừa mới xuống máy bay, sao biết đường chứ? Anh đưa em đi hóng gió, đi đâu cũng được. Lên xe thôi. Không ngờ em về nước còn tự lái xe. Ở nước ngoài lái quen rồi, vẫn là tự lái thoải mái hơn. Cậu xem cái tên Dương Dương này, mua bữa sáng thôi mà đi lâu như vậy vẫn chưa về. Cầm luôn cà ví của tôi đi nữa chứ, đói chết mất. Nó không chừng đi cho mỹ nữ nào cũng nên. Cậu lại đi đâu vậy? Đi ra ngoài đi dạo. Cậu đi ra ngoài, hay là tôi đi cùng với cậu? Không thì lạc mất. Tôi sao mà lạc được chứ. Cậu ngoan ngoãn ở nhà làm việc đi, đừng có mà lười biếng đấy. Cái này hợp anh này. Em phát hiện anh đang từ từ thích nơi này rồi. Thích thì ở lại đi, dù sao em cũng phải làm ở đây mà. Đúng rồi, em làm gì ở đây vậy? Người đại diện nghiệp vụ của tập đoàn Flash. Em không phải học nghệ thuật sao? Sao lại vào Flash rồi? Vì mỗi người mà em yêu đều thích đua xe như vậy. Vì vậy em muốn tiến gần với nó hơn, xem nó rốt cuộc có ma lực gì. Trong mỗi người cô yêu đều không có tôi. Anh vừa nói cái gì chứ? Tôi không nói gì hết. Phải rồi, cô tới đây chỉ vì công việc sao? Đúng là vì công việc. Đương nhiên, có thể gặp anh tôi rất vui. Tôi cũng rất vui, thật đó. Đúng rồi, cô ngồi máy bay cả một ngày, có phải rất mệt không? Mà về nghỉ ngơi đi. Tôi mua cho Lộ Kiệt và Béo đồ ăn sáng, còn để đây, bọn họ còn đợi ăn cơm nữa. Đồ ăn sáng gì vậy? Là quẩy, tôi thích ăn lắm. Đáng tiếc mà tôi nói, đây là đồ ăn rác không cho tôi ăn. Mỗi lần tôi chỉ có thể lén chạy đến Chinatown để ăn, hương vị của Trung Quốc nhất định ngon hơn. Đây là... Không sao, đợi lát nữa tôi mua lại cho bọn họ là được. Bây giờ anh mang về cho bọn họ ăn. Nguội rồi cũng không ngon, đúng không? Cái này vẫn là của Trung Quốc ngon. Cười gì vậy? Tôi thật không ngờ cô lại thích ăn món này như vậy. Cũng chỉ ở trước mặt anh tôi mới dám như vậy. Cô cũng quá coi trọng tôi rồi. Tôi coi anh là bạn bè,
mới không cố kỵ như vậy. Đúng, bạn bè. Tôi ăn chiếc quẩy này, tôi mới phát hiện tôi ở trên máy bay chưa ăn gì. Bây giờ đói quá, tôi còn muốn ăn mì Trung Quốc. Anh có thể giới thiệu cho tôi không? Số sau phẫu thuật tim của cậu cao thế nào? Cậu biết không? Tôi biết. Nếu như biết, vì sao còn bảo hiểm lớn như vậy? Lý chủ nhiệm, bởi vì tôi không muốn cuộc đời tôi trở nên vô nghĩa. Hơn nữa đối với ông, đây cũng là một thách thức hoàn toàn mới, đúng không? Nếu không, ông cũng không trả lời mail của tôi. Đúng là cuộc phẫu thuật này chỉ có thể gặp không thể cầu. Nếu như thành công, cậu không những có thể hồi phục, mà đối với tôi cũng là một thành tựu cực kỳ lớn. Nhưng một khi phẫu thuật thất bại, tôi có thể tổn thất cả danh dự, thêm một kỷ lục thất bại. Cậu có gì mà muốn bỏ tính mạng? Lý chủ nhiệm, tôi biết ông là chuyên gia hàng đầu cả nước, hơn nữa cũng thích cuộc phẫu thuật có tính thách thức cao. Tôi tin ông vô cùng yêu nghề bác sĩ của mình, cho nên mới không ngừng thách thức bản thân, vượt qua chính mình. Mà đối với tôi, hoàn thành cuộc phẫu thuật này có thể quay lại trường đua, có thể tiếp tục đua xe. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi nghĩ ông sẽ hiểu cảm nhận của tôi. Đúng, bệnh viện chúng tôi có thể coi là nơi chữa bệnh phục hồi vật lý sau phẫu thuật tốt nhất cả nước. Nếu phẫu thuật thành công, tôi tin cậu nhất định có thể hồi phục trở lại trường đua. Nhưng chưa nói đến rủi ro phẫu thuật. Chi phí của phẫu thuật này rất cao. Cậu là người ngoại tịch, lại không có bảo hiểm. Cậu phải nghĩ kỹ. Lý chủ nhiệm, chi phí của phẫu thuật này là bao nhiêu? Phí phẫu thuật cùng với chi phí nhập viện hồi phục sau phẫu thuật ít nhất cũng phải 20 vạn. 20 vạn? 20 vạn? Cậu quay về suy nghĩ đi. Cảm ơn ông Lý chủ nhiệm. Được hết sáu. Lý chủ nhiệm, ông nói bệnh viện của ông là bệnh viện chữa trị phục hồi vật lý sau phẫu thuật tốt nhất. Đúng. Tôi muốn hỏi khoa xương nằm ở đâu? Ra khỏi cửa đi về bên phải. Cảm ơn. Được hết sáu. Xin chào cô y tá. Tôi muốn hỏi đây là khoa xương sao? Anh xếp số chưa? Không kịp, hôm nay đã hết số rồi. Ngày mai anh hãy đến, xin đợi một chút. Xin hỏi có thấy người này không? Có biết anh ấy đúng không? Anh ấy có phải phẫu thuật ở đây không? Đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói với anh. Y tá là như vậy. Anh ấy là anh trai của tôi. Hai chúng tôi thất lạc nhiều năm rồi, gần đây mới gặp lại. Tôi biết anh ấy có chuyện giấu tôi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình của anh ấy. Tên điên này, anh quả thực nên lo cho anh ta. Cô quen biết anh ấy phải không? Có thể nói tôi biết tình hình anh ấy không? Cái này thật sự không thể nói. Hay là như vậy đi, tôi hỏi cô câu hỏi. Nếu đáp án là đúng thì cô gật đầu. Nếu đáp án không phải thì cô lắc đầu. Như vậy được không? Anh ấy thay mắt cá chân nhân tạo sao? Vậy anh ấy làm vật lý trị liệu ở bệnh viện này sao? Tôi muốn hỏi cô, mắt cá chân nhân tạo có thể đảm bảo giống như mắt cá chân người bình thường không? Ở đó làm gì vậy? Đến đây giúp tôi xem bệnh nhân đi. Cảm ơn anh hôm nay khiến tôi vui như vậy. Cảm ơn em đưa tôi về. Có muốn vào ngồi một lát không? Lộ Kiệt và Béo đều ở đây. Thật ra hôm nay tôi còn chút chuyện, hôm khác lại đến thăm mọi người cũng được. Vậy tôi về nhé.
Đúng rồi, chúng tôi gặp được thiên giả rồi. Tôi nghĩ nên nói cho cô biết. Đây, đang yên đang lành tự nhiên nhắc tới thiên giả làm gì? Lắm miệng quá đi. Phá vỡ không khí. Cuối cùng con cũng về rồi. Đã trưa luôn rồi, cậu mới mua đồ ăn sáng về. Tiền đâu? Mời người ta ăn hết rồi. Mời ai ăn mà hết? Chúng ta chỉ có chút tiền cơm này. Được rồi, đợi ba tôi về rồi trả gấp đôi cho cậu là được chứ gì. Có phải cậu hẹn hò rồi không? Cậu mời ai ăn vậy? Ai? Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền cũng về rồi sao? Không lẽ cô ấy đi theo bước chân của cậu mà về đây chứ? Đi theo bước chân của tôi à? Tôi không có bản lĩnh như vậy. Thiên giả về Trung Quốc, cô ấy cũng về Trung Quốc. Thiên giả lập tay đua, cô ấy liền từ bỏ chuyên ngành nghệ thuật vào tập đoàn Flash. Cô ấy đi theo bước chân của thiên giả về đây, điều đó là sự thật. Cậu nói như vậy cũng đúng. Đưa đồ ăn cho tôi, đói chết rồi. Thẩm Tuyền đang bánh quẩy, đậu nành của các cậu rồi, mua mì cho cậu đó. Được thôi, tôi thích ăn mì nhất. Chỉ biết ăn, là đồ ăn thì cậu đều thích ăn hết. Cậu đừng nói. Tôi cảm thấy tuy Thẩm Tuyền không phải vì cậu về đây, nhưng chỉ cần cô ấy ở trong nước cũng tạo ra không ít cơ hội cho hai người. Được rồi, ăn mì của cậu đi. Làm gì lắm lời như vậy? Lộ Kiệt đâu? Không biết nữa, thức dậy liền nói đi dạo. Còn không phải vì cậu sao? Vì Thẩm Tuyền ngay cả anh em cũng không cần nữa. Sao ăn mì cũng không chặn được miệng cậu vậy? Của cậu ta cho tôi đi. Tôi nghĩ cậu ấy không ăn đâu. Ăn đi, ăn đi. Hai tô mì cũng khiến cậu im lặng được một chút chứ. Cậu mang tương ớt qua đây giúp tôi. Tự lấy đi. Mau lên, tôi ăn cái này không có mùi vị. Tôi về rồi. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu còn không về, hai chúng tôi báo cảnh sát đó. Cậu đi đâu vậy? Gửi tin nhắn cũng không trả lời, mất tích sao? Tôi đến bệnh viện. Cái gì? Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Chỗ nào cậu thấy không khỏe? Tim của cậu xảy ra vấn đề gì à? Không phải. Tôi chỉ hỏi thử chuyện phẫu thuật. Cái gì? Không lẽ cậu... Cậu điên sao? Cậu biết phẫu thuật như vậy rủi ro lớn cỡ nào không? Không chỉ rủi ro lớn, phí phẫu thuật cũng cao. Vậy cậu đừng nghĩ nữa. Loại người giống như cậu, chỉ cần không vận động mạnh, chú ý dinh dưỡng, sống đến 70-80 tuổi không vấn đề. Hơn nữa, càng quan trọng hơn, bây giờ chúng ta là người nghèo. Chúng ta không gánh nổi số tiền này, cũng gánh không nổi sự sợ hãi này. Lần này quan điểm của tôi và béo giống nhau. Nhưng tôi muốn đua xe.